Hey, hello anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Ok anh em ạ. Lâu lắm rồi mới quay trở lại cái cuối một con game cho anh em xem nha. Rồi, hôm nay tôi sẽ bắt đầu quay trở lại với con game Lục Giới Phong Thần anh em ạ. Một con game của Suha Game, một nhà game Suha Game cũng rất là lâu rồi. Ok, thì game này nó ra cũng khá là lâu, ra một tuần rồi anh em ạ. Nhưng mà hôm nay tôi mới có thời gian tôi test cho anh em xem nhé. Rồi, hiện tại thì con ạc của tôi là đang ở server F75 nha anh em. Nó mới vừa ra. Anh em nào thích chơi thì cứ vào chỗ này cùng với tôi nhé. Rồi, thì hiện tại tôi mới up con này lên VIP 3 anh em ạ. Thì đầu tiên vô cái video này đúng không? Thì tôi sẽ không nói gì nhiều. Và tôi sẽ đi vào trực tiếp cái vấn đề là giống như là quay xổ số anh em ạ. Tôi đang có 200 vé quay cao cấp. Thì tôi xem thử quay ra được bao nhiêu con tướng SSS nha anh em. Nói chung thì đây tôi sẽ cho anh em xem trước cái đội hình của tôi nha. Thì hiện tại đội hình của tôi đang chơi hệ nhân mấy ông mấy mà. Tôi đang quay ra con nữ OSSS nè. Con này thì tôi đã có 1 phút rồi anh em ơi. Con này thì tôi đã có 1 phút SSS ở trong rương rồi. Và tôi cũng lên được VIP 3 nên game nó cho một con SS tự chọn, tôi chọn con Huyền Đô nha anh em. Đấy thì con này thuộc dạng tanh, còn nữ O là thuộc dạng đam nha anh em. Rồi, ok, anh em nào mới đến kênh của Mr. T nhớ đăng ký để lại Mr. T một đăng ký, một like và một bình luận ở dưới nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi anh em ạ, quay vào vấn đề chính của ngày hôm nay, đây chính là hàng của con game này. Tôi sẽ bắt đầu tôi quay 200 vé nha anh em. Thì hiện tại là nói chung thì game này nó có bảo hộ anh em ạ. Nói chung là quay tầm khoảng 100 lần. 100 lần thì nó chắc chắn nó sẽ ra con tướng SSS. Nhưng mà tôi sẽ xem thử tỷ lệ nha. Thì hiện tại tôi sẽ được thêm 2 con nữa. Ôi nó không cho làm mới anh em ạ. Rồi. Xem thử coi anh em ạ. Coi thử bao nhiêu tướng đỏ nhé. Chung anh em nạp lên VIP 3 thì sẽ quay là được khá là nhiều anh em ạ. Ui dồi ôi, có tướng đỏ anh em ơi. Ui dồi ôi, hậu nghệ một con tướng S anh em ạ. Nói chung quay ra để ra làm phút anh em ơi. Rồi. Thì tôi sẽ nhận được một con ngẫu nhiên để xem tới con gì anh em ạ. Ui dồi ôi nhận con s s s à, thanh long anh em ạ. Ủa sao kỳ ta, tướng thần thoại à. Đây tôi sẽ bắt đầu tôi quay tiếp em ạ. Đầu cơ. Làm mới à? Đi xem thế này mà làm mới coi có tướng nào xịn hay không nha. Trương Hy à? Ui dồi. Chung là nó cũng không sẵn lắm em mà. Chung tỷ lệ này mà game này nó ra cùi quá chắc nghỉ sớm anh em ơi. Đấy anh em thấy có một cái tia đỏ là sẽ có tướng đỏ nha anh em. Dương Tiễn à, SS. Nói chung cũng tầm ổn thôi anh em ạ. Chung tỷ lệ ra khá là thấp mấy ông ơi. Hậu nghệ, úi dù ra chi mấy con không ra được tướng xịn anh em ạ. Rồi, có tướng đỏ nữa kìa. Nữ ạc à. Nói chung khá là cùi mấy ông ạ. Rồi, tập kết tên anh ba.
ví dụ S cộng, S luôn em ạ. Nó gọi là rất là thảm thiết mấy ông ơi. Ê, con này là con Trương Hy à? Trương Hy hệ gì anh em? Để tôi vào tôi xem thử nha. Đang chơi hệ hệ nhân anh em ạ. Hệ nhân thì phải kiếm một con khác thôi. Trung tướng khá là nhiều. Đâu rồi anh em? Trương Hy đâu rồi anh em? Anh em nào biết game này đội hình nào mạnh thì anh em nhớ comment cho tôi nha anh em. À Trương Hy yêu anh em ạ. Đây, thử làm mới thử coi, ra một con khác hay không nhá. Bạch trạch à. Bạch trạch thẻ gì anh em ơi? Bạch trạch cũng hề yêu à, ui dùi, càng thế nhờ. Thôi, cứ quay mấy ông ạ. Ôi xui, ra rồi kìa. Rồi, có con nào cứ lụm con nó này mà. Thì tầm khoảng hơn 150 vé thì ra được một con SSS anh em ạ. Nói chung tỷ lệ game khá là thấp cho anh em chúng ta. Chúng tôi sẽ lấy phút thôi anh em ơi. Úi dồi ôi, hết luôn mấy em ạ. Rồi, phát cuối anh em ơi. Rồi, trần hòn. Ok. Đấy thì tầm 200 vé thì ra được đúng một con SSS anh em ạ. Rồi, bắt đầu thì tôi sẽ... Bây giờ sẽ up lực chiến cho anh em xem nhé. Nói chung tôi cũng sẽ không đuôi đâu anh em ạ. Ui, 400 lần là được... một con SSS anh em ạ. Nói chung tôi còn hai mươi mấy lần nữa. Ok, tí nữa tôi sẽ quay tiếp tục nha anh em. Nhận thưởng mấy cái năng tăng này tí xíu mấy ông ạ. Cúp rồi nè. Ok, cái này tí nữa tôi nhận sau nha anh em. Rồi, ok, bây giờ sẽ quay lại với vấn đề chính, đó chính là coi bảng xếp hạng lực chiến. Hiện tại tôi đang hạng 27 mấy ông ạ. 644k. Hiện tại ông kia ông đã vượt lên gấp đôi lực chiến của tôi rồi, top 1 anh em ạ. Ui dù, top 1 kinh thế nha. Rồi, trước tiên thì tôi sẽ nhét con bạch trạch vào cái đội hình chính của tôi. Nói chung thì hiện tại có con gì nhét con đó này mà. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, bạch tạch cũng hệt công anh em ơi. Đấy, điểm nó vào nhé. Tuy hệ yêu nhưng mà tôi vẫn thích anh em ạ. Đây, trước tiên là phải trùng sinh đi cái em này anh em ạ. Rồi để coi skill bạch trạch coi. Ui tăng tốc độ nè. Con này đánh độc bên đây mà. Rồi. Tạm thời cứ nhét nó vào cho nó đẹp đội hình anh em ơi. Rồi, đây là con men của tôi nhé. Để tôi xem thử coi. Con men nè. Nữ O nè anh em ạ. Đấy, tôi sẽ bắt đầu tôi up cái con huyền đô trước mấy ông ạ. Huyền đô trước cho nó có độ tăng lên.
Đấy, phút khá là nhiều nhé, giờ phút vô tư này mà. Đỏ à. Đỏ tôi sẽ dùng một con nữ bạc đây này mà. Ôi rồi ôi, thiếu vàng vậy này mà. Dù khiêu chiến. Chỉ cho cần quét thôi mấy ông ơi. Rồi, tiếp tục. Đây, 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 đây. Tôi sẽ nãy là con bạch trạch nha anh em. Ui dù lên được 6k. Ui thiếu 1 phút anh em ạ. Rồi tiếp tục với một em tiếp theo. Đấy chính là em nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương cũng lên cho em nó nè. Đấy phút thì giờ gọi là vô tư mấy không ạ. Đây tôi sẽ cho em một hệt tiên đi anh em ạ. Nãy tôi nhớ có 1 phút nữ oa mà nhỉ. Có nhầm không em ạ? Đây, anh em cứ chờ tôi tí nhé. Tôi vô tôi xem lại coi nào. Ôi, nó lại thiếu anh em ạ. Rồi, tiếp tục đó chính là up con bạch trạch của chúng ta lên nha. Đấy, nói chung phút thì vô tư mấy không ạ. Đây tôi sẽ cho con hệt tiên à linh này, nói cho con hồng nghệ đi em ơi. Này hồng nghệ với tung một không này. Ui dù lại thiếu 1 phút nữa này mà. Đấy cơ bản nó như thế thôi. Thôi, sau khi xong thì lực chiến của tôi đã lên được tầm 690k này mà vẫn chưa lên được. Vẫn chưa lên được nhiều. Sự kiện giờ vàng à. Úi, có nữa này mà. Đây, tôi sẽ tăng bật con men chính của tôi lên. Sẽ tăng lên 5 sao tím không ạ? 1 2 nè. 3 Ôi, thiếu này rồi này mà. Thông thiên. Đấy, nói chung anh em lên được VIP 3 thì quét những cái này nó khá là ổn nha anh em. Khá là sướng nhé. Đấy, để tôi quét thì coi lên được tới bao nhiêu anh em ạ. Ôi dồi. Nó mới tới được còn một lượt trợ chiến nè anh em ạ. Rồi, tới được 194. Đấy, có vé quay nữa anh em ơi. Đấy, lên được 2.600 liền anh em ạ.
Đây, tôi sẽ luyện ba con yêu này nha anh em. Ui, còn khá là nhiều anh em ạ. Cái này lên luôn không anh em? Tôi sẽ lên luôn nhá. Lên luôn anh em ạ. Ôi rồi, ôi nó lại thiếu anh em ạ. Không kịp rồi. Rồi, con này đã lên được 129k lực chiến rồi. Tiếp tục con này à. Đây. Ok anh em ạ. Đấy, lên được 727k. Tiếp tục. Rồi, tôi sẽ còn quay được đó là còn mấy ca đó anh em ạ. Ui, qua hai lần nó không có gì luôn kìa anh em ạ. Đấy, trong này anh em nhận thưởng cũng khá là ngon nha anh em. Này nhận ngọc. Chung ngọc thì cũng có nhiều khá là dùm chỗ xài anh em ngọc, anh em nhớ tiết kiệm lại nha. Không biết là tôi up hết xong thì nó sẽ lên được top mấy anh em ạ. Đây, tôi sẽ tiếp tục tinh luyện con này anh em ạ. Linh điện à. Ôi dồi. Rồi. Ok đấy anh em ạ, khá là ok rồi đó. Chung thì nó còn lực chiến nó đang khá là ít. Để tôi vào tôi đi thử anh em ạ. Ui rồi cấp 46 à. Sao mấy ông kia lên cấp nhanh thế mấy ông ạ. Đấy, sau khi up xong thì tí nữa thì mò lên được top lực chiến anh em ạ. Ui dồi, ông kia cấp 48 rồi à. Kinh thế nhờ. Rồi, đi thử thông tin tháp anh em ạ. Ôi, qua rồi kìa. Ôi dồi, còn tí nữa không qua nữa mà. Đó nè, hồi nãy cái chỗ mà nó cho quà tôi đâu nhờ. Đấy, dùng tướng ngẫu nhiên này. Úi xùi, ra con gì đây? Tắc Phương à. Đấy, quay luôn em ạ. Có gì dùng cái đó luôn nhé. Ui, có cái món gì ngon nè anh em ạ.
Đây, có một môn mới này mà. Đây, 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 đây. Tôi sẽ quăng cho em nữ. Ô, nương nương của tôi nhé. Thần khí, ui dồi, từng có cái gì mấy ông ạ. Rồi, tạm thời nó như thế anh em ơi. Chắc tôi ngồi vòng vòng tôi up lại nó lại lên nữa thôi. Đây, tôi sẽ đi shop tôi xem có gì mua không anh em ạ. Vàng này. Điểm nè. Có thì có cái nào nó sale không em ạ? Rồi thôi, lần này quay tiếp anh em ạ. Tôi thích test cái nhân phẩm của tôi lắm. Ui rồi, ôi nó không ra anh em ạ. Rồi, tôi sẽ được một con SS nữa nha anh em. Úi dồi, khá là ít anh em ạ. Rồi, đạt nè. Đây, sự kiện đua top anh em ạ. Đấy thì quay 400 lần đúng không? Anh em quay 400 lần thì sẽ được một cái 100 nữa. Ô, có được 50 mảnh mấy không ạ? Ui dồi, khá là thê thảm nha. Đấy, tiếp tục vòng 3 đúng không? Vòng 3 quay được 400 lần cũng được 50 mảnh. Chung game này nó cho tài nguyên khá là ít. Rồi, ok. Để xem tới coi có nào ghép hay không nhé anh em. Ôi xù, cái này mới chỉ có 60 mảnh thôi. Rồi, ok, thì hôm nay clip của con game này thì chắc tôi dừng lại đây anh em ạ. Trong hôm nay test cái vòng quay nhân phẩm tầm khoảng 200 lần nhưng mà nó gọi là khá là đen mấy ông ạ. Nói chung là khá là đen nha anh em, nên hiện tại tôi cũng dừng lại thôi. Tôi sẽ bắt đầu up tiếp mấy ông ạ. Đấy, anh em nào thích coi từ game này thì nhớ để lại cho tôi một đăng ký, một cầm like. Lẫn cho tôi một đăng ký subscribe kênh nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều để tôi sẽ ra những video tiếp theo cho mấy anh em xem. Bye bye và hẹn gặp lại.